Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Vicofa về tình hình xuất khẩu cà phê trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 394.000 tấn cà phê, kinh ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% về lượng và tăng hơn 67% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 5 tháng đầu niên vụ cà phê 2023-2024, Việt Nam xuất khẩu gần 765.000 tấn cà phê kinh ngạch xuất khẩu trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 1% về lượng và tăng 39% về giá trị so với cùng kỳ niên vụ trước. Trong đó cà phê Robusta chiếm số lượng xuất khẩu nhiều nhất với 663.669 tấn, kinh ngạch gần 1,84 tỷ đô la Mỹ, còn cà phê nhân Arabica chỉ xuất khẩu 15.404 tấn, kinh ngạch trên 56,62 triệu đô la Mỹ. Cà phê nhân đã khử caffeine, ghi nhận số lượng xuất khẩu 15.477 tấn, kinh ngạch gần 3,2 triệu đô la Mỹ. Cà phê rang xay và hòa tan xuất khẩu đạt khoảng 68.780 tấn, chưa quy đổi ra cà phê nhân. Giai đoạn này kinh ngạch trên 401,33 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo của Vicofa xét về xuất khẩu cà phê rang xay hòa tan, doanh nghiệp có vốn FDI vẫn chiếm ưu thế. Cụ thể, 10 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu về kim ngạch trong 5 tháng, giai đoạn từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, lần lượt là Nestle Việt Nam, Outpan Việt Nam, Cà phê Ngon, Tập đoàn Trung Nguyên, Iwuku Việt Nam, URC Việt Nam, Tata Coffee Việt Nam, Istanta Việt Nam, Sukafina Việt Nam và lựa chọn đỉnh trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam dẫn đầu với kim ngạch đạt hơn 57 triệu đô la Mỹ, khối lượng xuất khẩu 7.521 tấn. Đáng chú ý được mệnh danh là vua cà phê, nhưng chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, nhà máy cà phê Sài Gòn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ đứng thứ tư với kim ngạch đạt hơn 50 triệu đô la Mỹ, với khối lượng xuất khẩu 7.547 tấn. Còn công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên xuất khẩu 102 tấn, kinh ngạch đạt hơn 465.000 đô la Mỹ, xếp cuối danh sách 30 doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn TNI King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo xếp thứ 20 trong danh sách này với khối lượng xuất khẩu 76 tấn, kinh ngạch đạt hơn 1 triệu đô la Mỹ trong năm tháng đầu niên vụ 2023-2024. Về xuất khẩu cà phê nhân sống, doanh nghiệp nội địa vẫn chiếm ưu thế hơn. Cụ thể, 10 doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nội địa đang dẫn đầu về khối lượng xuất khẩu cà phê nhân sống, gồm Vĩnh Hiệp, Intimex Group, Tuấn Lộc Commodities, Cimexco, Đắk Lắc, Louis Great Fruit Company Việt Nam, Intimex Mỹ Phước, Phúc Sinh, NKG Việt Nam, Olam Việt Nam và Hoa Trang Gia Lai trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đứng đầu về kim ngạch với hơn 230 triệu đô la Mỹ, khối lượng xuất khẩu hơn 81.000 tấn.